Thầy xin chào mọi người. Dân mục thầy sẽ dẫn mọi người nhảy bài hít cơ 16 bước. Dân mục thầy sẽ đứng cùng chiều với mọi người tập cho dễ nhé. Bước đầu khi mà vào đầu tiên thì mọi người cũng đứng trụ bằng chân trái để chúng ta vào cái bước đầu tiên nó dễ. Và chân phải sử dụng mũi chân. Thì bước đầu tiên là bước chân phải sang ngang. Và mọi người bắt đầu nhé. Một này, hai bắt chéo chân trái, và ba là đưa mũi chân phải ra như thế này. Tiếp theo bốn là bắt chéo chân phải sang chân trái này. Bốn, năm mũi chân này. Sáu lại bắt chéo chân trái sang. Bảy, tám. Rồi mọi người lại làm lại từ một nhé. Một này, hai, ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là mọi người sẽ đưa chân trái lên trên và sử dụng gót chân nhé. 9 này, 10 là đưa chân về đằng sau và sử dụng mũi chân. Và 11 là đưa sang ngang. 12 là về chỗ. Tiếp theo 13 là sử dụng chân bên phải, gót chân. 13 này. 14 là đưa ra đằng sau, sử dụng mũi chân. 15 là đưa sang ngang. 15 và 16 là chân trụ xoay và chân phải đưa về vị trí. Bắt đầu. Đây, 16. Đấy, thế mọi người làm lại từ đầu nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Thế là chúng ta chuyển hướng luôn và lại bắt đầu từ đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lại tiếp tục chuyển hướng mới. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi, lại chuyển hướng nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rồi, lại bắt đầu hướng mới. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mọi người thấy là bài hít cung 16 bước như thế này là thường đi theo cái hình vuông, giống như là đi bốn cạnh. Đấy. Và bài này thì mọi người học cũng rất là nhanh thuộc. Và chúc mọi người nhảy đẹp. Và đây chính là bài nhảy dân vũ.